Chào các em, hôm nay chị sẽ dán một tấm sticker về một chủ đề mới. Chủ đề về một câu chuyện. Chị sẽ trang trí nó về bộ sưu tập tấm sticker của chúng ta nha. Bây giờ chị sẽ lột cái tấm này ra nha. Cái thẻ tấm sticker của chúng ta khá là dài và có tiêu đề của nó là cửa hàng hạnh phúc nha. Chị đã vẽ sẵn một cái cửa hàng shop nhỏ cà phê, cửa hàng cà phê cây và sắt nha các em, bán sắt và cà phê và có thú cưng nữa. Đây là cửa hàng dành cho các cặp đôi yêu nhau. Có rất là nhiều cặp đôi khi mà đến quán này thì họ cảm thấy hạnh phúc và họ đã gần gũi hòa mình được với thiên nhiên, sắt và thú cưng. Vì thế mà nó có tên gọi cho là cửa hàng sắt và thú cưng đó các em. Bây giờ chị sẽ lột hình các cặp đôi dán ra nha. Đây là hình ảnh một cặp đôi đang làm cái biểu tượng trái tim nha. Chị sẽ cho cặp đôi này đứng bên ngoài của cửa hàng. Đây là cặp đôi thứ hai nha. Đây là cặp đôi thứ hai. Chị sẽ cho họ đứng cạnh bên này. Và cửa hàng của chúng ta là gồm có bán cây trang trí và là những cây sắt, cây và thú nuôi. Cho nên chị sẽ dán hình cây sắt, cây cảnh xung quanh cái cửa hàng của chúng ta nha. Và chị sẽ lột cái tấm này. Đây là hình ảnh cây sắt. Có hai chậu cây. Chị sẽ dán mặt dưới cửa sổ nha. Và những cái cây, những chậu cây xinh xắn thì sẽ dán phía hai bên mép cửa đường đi nha các em. Có trang trí những chậu cây nhỏ. Chậu cây cảnh khá là xinh xắn thì sẽ trang trí xung quanh của cửa hàng phía bên ngoài nha. Đây là chúng ta có hai chú mèo nè, một chú mèo vàng và một chú mèo trắng nha. Chị sẽ lột chú mèo vàng ra. Cho chú mèo vàng này dán ngay cái cánh cửa luôn. Cánh cửa ra vô. Rồi một chú mèo trắng nè. Chú mèo trắng thì chị cho ngầu bên mép của cửa sổ nha. Rồi. Và chị sẽ trang trí phía trên cửa là những cái nơ nha. Đây. Những chiếc nơ như màu sắc chị sẽ trang trí phía trên cánh cửa này nha. Đây là mấy cái ly dùng để uống nước trong cửa hàng, chị sẽ lột ra và dán. Một chiếc ly màu xanh nhạt, chị sẽ dán mặt bên đây lên. Tất cả là 4 cái ly hết.
Có lấy thứ ba là màu cam này đây. Và cuối cùng là màu xanh ngọc. Rồi nha, cái vì cái điểm chụp hình của quán cà phê này khá đẹp cho nên có rất nhiều cặp đôi họ tới đây để họ chụp hình kỷ niệm. Đây là một một mặt bên của quán cà phê là có một cánh cửa, có một chú mèo ngồi ra và có những đóa hoa khá là xinh này. Chị sẽ để trang trí phía trên này nha các em. Hay có những cánh hoa sen cũng đẹp nữa. Chị sẽ dùng những cánh hoa sen này để trang trí ở phía mặt bên trên của quán cà phê chúng ta. Có điểm theo vài nhánh hoa nữa nha các em. Hay có một cành hoa hồng. Chị sẽ gắn nó hay bật cái cửa này vô này, nhìn cho nó đẹp. Còn đây là cái menu của quán, gồm tên của các loại đồ ăn tráng miệng và nước uống. Chị sẽ dán chính giữa nha. Những bông hoa lá trong tấm sticker này chị sẽ trang trí xung quanh. Xong rồi đấy các em, đây là cửa hàng cà phê sắc mèo thú nuôi nha, hay còn gọi là cửa hàng hạnh phúc, dành cho những cặp đôi yêu nhau tới đây để chụp hình, chụp ảnh, uống nước và cùng đọc sách, thư giãn, chơi với các bạn thú nuôi này và ngắm cây cảnh nha các em. Thôi rồi chị sẽ cho các em xem lại cái cửa hàng một lần nữa, quay gần nha. Đây là cửa hàng cà phê sắc mèo, có cả cây cảnh nha, dành cho các cặp đôi yêu nhau. Cửa hàng này được tên là cửa hàng hạnh phúc nha các em. Rồi đó, chị đã trang trí xong cái cửa hàng hạnh phúc của chúng ta. Video của chị đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi. Nhớ đăng ký và chia sẻ video của chị nha. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.